gặp tại Sơn Cô 30 là chào trân trọng nhất à. Thank you. Sao vậy? Tự nhiên lắc đầu rồi. Bất mãn hả? Thay lầm. Về mặc bộ đồ này bữa nào về cũng ho thấy mẹ. Xong hết đồ cái phổi nhiễm gió. Cái phổi nhiễm gió đó, mà chạy ngoài đường chạy xô á, chạy quý vị biết sao, tại 3 điểm là phải xuất phát của bằng giờ các bạn diễn á, nhưng mà phải chạy chia ra quý vị. Ủa, dạ. Đi xe máy hay đi ô tô? Đi xe máy. Đi xe máy mà sao tóc vẫn suôn mượt quá vậy? Vô là cầm cái lược chải liền. Rồi cái đó quý vị, chứ không phải là lúc mình đi mình để tóc trong cốp xe hả? Rồi cái thú gì cái bây giờ tóc giặt mang về mà ta biết mà rồi cái thú gì ngay bây giờ để lúc nào còn lợi tiếp theo được xin gửi đến tất cả sổ luôn đi ha, bán hết vé chưa? Dạ mình còn vé rồi thôi mình sổ luôn. Tay cái gì? Đúng rồi, điều cái con này là bên này là đúng rồi, con bé ba bên tao đàn là sập cái sân khấu của bển rồi. Trời ơi, nó nhảy sao mà lúng luôn, cái giò nó dính dưới sân khấu. Tài ở đây là Tài. Bà nội trang 21 thiển nhân sự là để ý là mấy con mỏng mỏng thôi nha, chứ mập quá nó hư sân khấu sớm lắm. Cũng hơn bê tông cốt thép bên đây nè, không thôi thấy mẹ rồi. Đó, thấy không? Hoa hậu đó, 185kg chưa trừ bì. Rồi, cái đó gì, cái bây giờ chậm lại tiếp theo của mấy chơi tài hướng mắt về sân khấu chuẩn bị. Do là khó gì ơi, nó chạy lên ăn thua đủ với tao rồi, giống như nó đang lao lên. Tại vì em nói đợi chị em mình nói xong đi cho nó trả lời sao. Vậy chị nói đi. Quý vị mặc cái áo này nè, nhìn thấy thấy gì? Thôi thấy kỳ. Thấy kỳ hả? Em cũng thấy kỳ mà. Kỳ nhất là hai chị em mình. Không phải, tại vì mình nói cái này nó hơi bị lố á, tại vì mình không nói. Đúng rồi, thì bởi vì là kỳ nhất là hai chị em đó nên đừng nói. Vô. Tao đâu có nói đâu. Sao? 11 đến đề là con chó hả? Dạ cái con. Mày có con thì cái nói, con cái kiểu. Thì mày nói là 11 là con chó đi không? Dạ. Mày kêu mày tắt cái khúc đầu rồi mày kêu là con chó thì đó là chửi đó. Không. Người ta nói khúc đầu vậy nè. Mày là con chó. Cái khúc đầu thầy. Nó tao tức cái văn mày ghê vậy đó. Nó nghe là chị em thân thiết với nhau mười mấy hai chục năm rồi mày nói với tao đừng có ra đường vậy, mất công tao đi sử dụng đó. Ủa chị sao cái áo mà cái tông là áo mà hồng đen mà ở đây nó có cái gì vàng vàng vậy? Nó lạ quá. Chị ơi, nhưng mà em còn phát hiện ra. Đúng không Tư, phát hiện ra đúng không? Cái đó gọi là Nguyễn Thị Phụ Kiện đó má. Không, cái này nè chị. Quay xuống quý vị cái nhà mới thấy được nè. Dạ, chị điên sao mà chị đạp vô đâu mà cái mũi chị mất một miếng nền. Chị đi đâu? Cái chị làm cái việc gì mà bị mất miếng nền? Hả? Việc gì? Dạ má, con tuân thủ 5K đeo khẩu trang má. Tại sao nó không bị hai bên gò má mà bị cái mũi? Tại cái má đánh nó dày. Còn cái mũi nó cao. Em biết, em tưởng chị đi mổ thóc. Vậy không biết. Mũi cao hả? Mà tại sao đánh hai gò má dày mà không đánh sống mũi dày? Đánh dày rồi nhưng mà cái mũi nó cao quá, nó cạ vô cái khẩu trang. Vậy sao hồi nãy nó đánh không dày? Bà làm lợi chị em thôi hả? Hay không? Trả lời đi. Thì nó dày đều. Rồi vậy đi. Giảng tranh dày đều sao hai bên kia không chạy mà chết giữa chạy. Trời ơi. Đừng có nghĩ mình đứng đầu tổ chức. Mình tên là thầy ông lộ, mình muốn làm gì mình làm. Mà sao môi lại lem nữa? Tại sao lem? Làm cái gì? Chỉ có thể là dù cái gì đi. Hay lắm. Có những thứ mình phải lên cõi lời. Đúng. Một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Bầu trời nhiều sao sáng đẹp nay, nhiều những gì mình đã có. Một lần đã trở về giấc mơ với anh em mãi.
người qua sao chỉ đây trái đất chỉ xin được cả 33 33 33 33 33 33 33 sống gì ra mừng gì đây con làm gì đây cái đồng gì ra nó mừng gì ra về sau mắng cá thì mừng cả năm 18 năm 18 năm 18 năm 18 ấy thì ra con số gì đi xuống gì ra xuống gì đi xuống gì ra anh giam có năm xuyên mặn mà ai đi trong góc nhớ kia qua kia bà về tình đi nhớ thương em Hà Tiên chiều trên đường đường xanh áo dài em chịu hiền thốt nốt ơi nhắn ai đôi câu người em chưa mới tân châu có thêm xin đợi chờ nếu có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em nhiều người em đang núi xa trên bờ kinh ngã bài nay ngõ cầu che kia đường sớm gãy sao khách hỏi người mua không thấy ai nằm còn số nào còn số nào còn số nào còn số nào mình chưa có hết ra một cái thì hết hồ đi mà á mấy chị ra năm 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 chị Hồ Quế hả? À, ờ, Hồ Quế đi. Chuyện nón bay. Ừ. À, thì chuyện nón bay thơ sinh ra bao giờ? Ủa, cái này chuyện nón bay thơ là chuyện nón bay gì? Chuyện nón bay thơ sinh ra từ bao giờ mà thùy mị đón trang như tình tình cô gái Huệ này, cô gái Huệ ăn mặc hơi hờ ấy. mày hề chi đứa nghèo ghé nặng nè, cô gái Huệ nhét cái cọng dây nhịp cầu tri ân lại kìa, chi nặng nè, chi mưa nè, trẻ muốn cái phòng bồ vậy. chưa ma chi mùa Huệ gái Huệ đi gái Huệ Huệ hờ Huệ hán ngõ ngán thị chung lắm hả trời ơi chi mà gái Huệ mà ăn tôi nhớ như gì chưa hờ hán mà thật là chưa nó cao lắm nó trung nước suối đi rồi nó cao hơn nó sắm nó thị nó biết gì chẳng là cái thằng già thị thằng già nội nó trẻ nó dưới cao chứ rồi đôi rất sạch cao đôi thì đó Huệ mơ Huệ ngò lơ mà cái tuổi sao rồi thôi tiếp thôi tiếp chiếc nón tay thương sinh ra từ bao giờ mà thùy mì đốn trắng như tình tình của người Huệ này. Bạn xí gân đi, biết sao đoạn không kết hợp không? Sao? Bà già vợ ổng người Huế. Dạ yeah. Kệ ổng đi không đợi ăn tiền mà. Chị che nắng này che mưa, những nắng thanh nữ tụ lao động ngày đêm trên đồng ruộng công trình. Năm 19 hay quả nhưng mà đứng cái giữa cái tay cáo quả. Có thầy cái chân dù gì đây quê hương là chung nhãn dùng con rớt vườn bàn tay quê hương chung nhãn dùng là cái chung chiếc